luận đi quá xa khi tấn công người thân của Hoa hậu Ý Nhi. Dư luận có lý khi chê trách những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi, nhưng lại đi quá xa khi buông lời cay nghiệt, tấn công cả người thân, gia đình của tân Hoa hậu. Có lẽ hiếm có Hoa hậu nào sau khi đăng quang ít ngày đã có nhóm anti-fan lên đến 500.000 thành viên như đương kim Miss World Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi. Nửa triệu thành viên nghĩa là có tối thiểu nửa triệu cặp mắt xăm soi mọi phát ngôn, hành động, cư xử của Ý Nhi, chia sẻ những quan điểm, ý kiến độc hại về cô trên mạng xã hội. Những ngày này, bố Hoa hậu Ý Nhi là ông Huỳnh Tấn Nguyên rất buồn. Nhiều người nhắn tin cho ông Tấn Nguyên yêu cầu ông khuyên con từ bỏ Vượng Việt. Ngoài nhắn tin vào Facebook, một số người còn nhắn cả vào số điện thoại cá nhân của ông. Chú nên kêu gọi con gái từ bỏ Vương Miện đi nhà. Chị ấy mà đi thi xong là kết quả thấy thảm lắm đó. Cho người xứng đáng hơn đi thi thay vì một người ngông cuồng. Bố Hoa hậu chia sẻ, có những người khuyên nhẹ nhàng nhưng cũng có người nhắn nhiều lời khó nghe. Ý Nhi mắc sai sót trong phát ngôn, tân Hoa hậu, gia đình và cả đơn vị tổ chức cuộc thi đã và đang phải trả giá đắt. Hội chứng đám đông tấn công họ trên nhiều nền tảng với lời lẽ công kích, xúc phạm, miệt thị. Chia sẻ trên Lao động, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long, một người có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông cho rằng tước Vương Miện không phải là giải pháp để giải quyết khủng hoảng này. Ở góc nhìn của tôi, bản thân Hoa hậu không phải vấn đề quá lớn bởi vì cô ấy là người mới, còn trẻ. Ý Nhi cần phải học hỏi thêm nhiều. Vấn đề lớn nhất nằm ở ekip. Nếu như Sen Vàng không nhận ra rằng họ đang có ekip yếu kém, không có sự nhạy cảm trong truyền thông, sẽ rất khó để giải quyết vấn đề này. Đây không còn là công việc PR đơn thuần, họ cần một ekip khác có sự chuyên nghiệp và nhạy cảm hơn để xử lý khủng hoảng. Chuyên gia đào tạo Hoa hậu Phương Nguyễn, người nắm giữ bản quyền nhiều cuộc thi quốc tế như Hoa hậu Trái đất Việt Nam, Hoa hậu Siêu quốc gia, cho rằng lúc đây là lúc nên bao dung với Ý Nhi. Hoa hậu còn quá trẻ, sự non nớt của cô ấy đã khiến cô ấy rơi vào khủng hoảng truyền thông, đồng thời phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm với công chúng. Hoa hậu sẽ cần phải đến thời gian để trưởng thành. Hôm nay cô ấy có thể chưa học hỏi thấu đáo, nhưng ngày mai, ngày kia cô ấy sẽ học. Chúng ta nên cho cô ấy thời gian và cơ hội để hoàn thiện mình thay vì đòi tước Vương Miện. Sự bao dung sẽ giúp cô ấy tốt hơn chứ không phải việc tước Vương Miện. Đối diện với khó khăn, từ bỏ là việc dễ. Đứng dậy đứng đầu, vượt qua sức ép dư luận để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mới là việc khó. Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.